Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Ngày hôm nay thì trước mặt anh em đây thì tôi đã mang ra hai chiếc sản phẩm Flycam trong phân khúc gọi là tầm trung, nhưng mà đã có trang bị những cái tính năng đầy đủ và rất là tốt rồi. Đó chính là chiếc C-Fly 5 với gimbal chống rung 30 và F11 4K Pro với một cái gimbal chống rung 20 nhưng có thêm công nghệ xử lý hình ảnh AF. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng review và đánh giá cả hai sản phẩm này, so sánh xem nếu như anh em có một mức giá tiền khoảng 4 triệu thì mua sản phẩm nào. Đầu tiên, trước khi đến màn đánh giá thì chúng ta cùng review về thời tiết của Hà Nội đã. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì gió mùa đông bắc về anh em ạ, lạnh 12 đến 13 độ. Rất là lạnh luôn, anh em thấy là tôi phải mặc một cái áo ấm dày như thế này này. Rất là lạnh. Anh em nào đang xem video này thì hãy để lại một subscribe hay một like để động viên tôi nhé anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại clip chính nào, nội dung nào. C-Fly 5 và F11S thì đều có thiết kế là thiết kế cánh gập rất là gọn, tiện lợi. Và đây là cái xu hướng thiết kế mà tất nhiên rồi, lâu nay thì khoảng 1-2 năm gần đây thì tất cả nhà sản xuất Flycam đều theo cái xu hướng thiết kế này. Ngày xưa tôi nhớ rằng là tôi phải đeo một cái Phantom đấy, ba lô rất là to đằng sau, thì bây giờ không cần nữa. Với những chiếc Flycam rất là nhỏ gọn và phục vụ được những nhu cầu quay phim cơ bản thì hoàn toàn tôi có thể mang đi du lịch và mang đi chơi một cách là rất là tiện lợi. Và cả hai sản phẩm này thì đều có thiết kế cánh gập mà mang đến cho tôi một cái sự trải nghiệm rất là tốt anh em ạ. Cái cánh gập, cái độ khớp trục gập của nó rất là chắc chắn. Cái thiết kế của nó, cái khớp trục này vẫn mang cho tôi một sự chắc chắn nhá. Cái lớp vỏ nhựa này của cả hai sản phẩm đều cứng cáp và chắc chắn cả. Khớp trục gập có dùng đi dùng lại, dùng một thời gian vẫn không vấn đề gì. Đấy chính là cái vấn đề thiết kế của hai sản phẩm này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói đến về cái tính năng đi. Về cả hai sản phẩm này đều có trang bị công nghệ là định vị vệ tinh GPS để giữ vị trí. Chắc chắn rồi, trong cái mức giá này thì nó bắt buộc phải có công nghệ định vị vệ tinh rồi. Để hết pin, hết mất sóng thì tự bay về này, để giữ được vị trí này, để định vị được con máy nó đang ở đâu này. Và ngoài ra thì nó vẫn có cái công nghệ là động cơ không chổi than để bay khỏe hơn, kháng gió tốt hơn, tuổi thọ cao hơn, bền hơn. Chắc chắn nó phải có hai cái công nghệ đấy. Bây giờ nó khác nhau ở chỗ nào? Vâng, nó khác nhau là C-Fly 5 nó sẽ có là cảm biến bụng. Nó sẽ có hai công nghệ cảm biến là cảm biến siêu âm và cảm biến quang. Trong khi F11S thì không có điều này. F11S thì không có và nhà sản xuất vẫn sản xuất một cái thiết kế, một cái lỗ chờ ở đây thôi. Chứ có bản chất thì nó vẫn không có cái cảm biến đấy. Cái chúng ta sẽ phải mong chờ cái công nghệ cảm biến trên F11S ở một thế hệ tiếp theo thôi. Mặc dù ấy, thì tôi đánh giá là cái cảm biến này với tôi thì là nó là phụ thôi. Nó chỉ giữ được vị trí khi mà anh em bay thấp thôi. Chứ còn về bản chất khi mà bay Flycam thì cũng chắc là chả ai bay thấp cả. Bay thấp là ở đây là độ cao dưới 5m thì nó có thể phát huy được cái cảm biến đấy. Chứ còn trên 5m thì nó không phát huy được anh em ạ. Cho nên là bay Flycam thì tôi chả bao giờ bay dưới 5m cả. Tất nhiên nó với tôi thì nó có thể là nó không nó chỉ là tính năng phụ, nhưng mà nó vẫn là một cái hơn của C-Fly 5. Có một cái tính năng nữa của hai sản phẩm này, nó chính là C-Fly 5 thì trang bị một cái gimbal chống rung 30. Công nghệ chống rung 30 của C-Fly 5. C-Fly là một cái hãng sản xuất Flycam mà chuyên đi vào những cái yếu tố về chống rung. Có nghĩa là tất cả các sản phẩm của hãng này từ trước đến giờ đều có sản xuất, đều là có chống rung cả. Và F11S của hãng SGRC là cái sản phẩm đầu tiên của hãng này có gimbal chống rung thôi. Cho nên nếu mà nói về độ chống rung, gọi là kinh nghiệm đi, thì C-Fly tôi nghĩ rằng hơn hẳn rồi. Ngoài ra thì nó là gimbal chống rung 30, F11S chỉ là 20 thôi. Độ phản hồi chống rung của C-Fly 5 cũng tốt hơn. Tất nhiên rồi, nó đắt hơn thì nó phải tốt hơn chứ, đúng không anh em? Lát nữa chúng ta sẽ cùng test về chất lượng camera và chống rung của nó. Trong bài test này thì tôi sẽ có thêm cả chất lượng chụp ảnh của cả hai sản phẩm này luôn để xem anh em cùng đánh giá nha anh em nhá. Về thời gian bay thì cả hai sản phẩm này đều có một thời gian bay tương đồng. Thời gian bay thì tương đương nhau thôi, cũng là khoảng 20 đến 22 phút bay thực tế. Còn nhà sản xuất thì có thể công bố là 25, 26, nhưng mà đấy là công bố của nhà sản xuất thôi. Còn mình bay thì chúng tôi đã test thực tế rồi. Anh em cũng có thể test thực tế và đưa ra cái cảm nhận của anh em nhá bằng cách comment ở bên dưới. Có một điều mà tôi chắc chắn rằng cái điều này nếu như anh em nào đã sử dụng C-Fly 5 thì sẽ khẳng định với tôi luôn này, là C-Fly 5 nó sẽ có công nghệ truyền hình ảnh và truyền sóng xa hơn so với các con Flycam khác ở cái mức giá dưới một chút. Bởi vì C-Fly 5 sử dụng cái công nghệ truyền hình ảnh là cầu kích sóng. Nó sẽ sử dụng một cái tay cầm này,
để làm kích sóng lên. Hình ảnh sẽ truyền về tay cầm, sau đấy mới truyền qua điện thoại. Cho nên cái khoảng cách bay và khoảng cách truyền hình ảnh của Safely Fly sẽ gần như xa hơn, khá là tương đối so với F11. F11 thì thời gian cái khoảng cách bay linh kiện RC đã test thực tế thì nó rơi vào khoảng 400 đến 600, tùy địa hình nha anh em nhé, tùy cái khoảng cách bay nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nó khoảng đấy đã thời gian bay, cái khoảng cách thực tế. Còn Safely Fly thì nó đã khoảng 1000m rồi nếu ở test ở cái khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bài test về chất lượng camera thôi. Anh em có đánh giá hay nhận xét gì hãy để lại comment ở bên dưới để tôi được biết anh em nhá. Vừa rồi chúng ta đã đưa ra những cái phân tích và đánh giá của hai cái sản phẩm này. Tất nhiên giá cả của nó cũng đã sự có nên nói lên cái sự chênh lệch rồi. Thì anh em nghiêng về sản phẩm nào hãy để lại comment để chúng tôi được biết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến bài test camera. Rồi anh em cũng đã thấy thì đây là cái hình ảnh được lấy từ thẻ nhớ của chiếc M1S4K. Chúng ta đang test chất lượng hình ảnh của nó và so sánh với chiếc Safely Fly. Đó, tôi đã bay rất là gần và thấp thì anh em có thể đánh giá được cái bầu cây cỏ này, cây cỏ sân bóng này, hồ nước này, gợn sóng này. Đấy, đây là cái hình ảnh mà rất là chi tiết và chân thực để anh em có thể đánh giá được một chiếc flycam, chất lượng hình ảnh của nó. Với F1S thì trong mức giá khoảng 4 triệu thôi đã có một cái chất lượng hình ảnh như này rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt đi và thử chụp ảnh nhé anh em nhé. Với cái chất lượng hình ảnh của Safely Fly thì như anh em cũng thấy là cái độ hình ảnh, chi tiết hình ảnh của nó cao hơn so với F11. Tôi nghĩ vậy, đánh giá như vậy. Anh em đánh giá thế nào? Ui dồi, tôi đang bay ngược gió anh em ơi. Còn máy bay nó rít lên rồi. Chưa bay ở chỗ mấy cái em kia đang đá bóng cũng hơi nguy hiểm phết. Rồi, chúng ta sẽ bay một chút thôi anh em ạ. Tôi nghĩ rằng bay một chút thôi tại vì gió đang rất là mạnh, gió là cực kỳ mạnh luôn. Trời vào đông và gió, đúng không? Gió cũng kiểu gió mùa đông bắc anh em ạ. Gió mạnh lắm. Và rồi đã xuống, bây giờ sẽ cụp cam xuống để bay được đúng cái đường như hôm nọ như lúc nãy nhá. Rồi, chất lượng hình ảnh đã khác hẳn rồi đúng không? Độ mượt chống rung của gimbal cũng đã khác. Ồ, xin lỗi anh em, dậy gió mạnh quá. Gió mạnh quá tôi chuyển hướng bay nó hơi lắc. Vâng, đúng một cái đường bay như vừa rồi của F11S. Vâng, xin phép anh em là tôi sẽ dừng lại để chụp ảnh một chút nhá anh em nhá. Rồi, được rồi. Ok. Cái chất lượng hình ảnh này mịn hơn F11S khá là nhiều. Rồi, chụp ảnh. Vâng, vừa rồi chúng tôi vừa mới làm clip so sánh giữa Safely Fly và F1S4K Pro. Anh em có đánh giá như nào thì để lại comment ở bên dưới để tôi được biết anh em nhé. Còn bây giờ thì lạnh quá rồi, phải về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.